Vâng, Mộc Nam Huy xin chào. Hôm nay cơ sở Mộc Nam Huy quay cho các bác những bộ bàn ghế gỗ tràm cột 12, hàng lõi 99% các bác nhé. Thì có thể nói rằng một sự khá là bất ngờ với Mộc Nam Huy khi mà những cái sản phẩm này cơ sở bên em lại được khách hàng ủng hộ nhiều như vậy. Và ở lô đầu tiên thì có 4 bộ thì em bán rất là nhanh thôi, bán hết 4 bộ rồi. Và công tác thì của ngày hôm nay đó là cơ sở đang cho anh em chuẩn bị sơn để bàn giao cho các cô bác anh chị đây. Thì như mọi người đang thấy là ở đây cái độ tinh lõi của sản phẩm em làm là lên đến là 99%. Và các bác thấy là những cái chi tiết đục chạm em cho anh em làm rất là sâu và sắc nét. Và thậm chí thì có nhiều điểm em làm nó còn nét hơn cả là hàng gõ luôn. Cho nên là đây là cái lô hàng đầu tiên mà khách hàng ủng hộ Mộc Nam Huy hết luôn. Có 4 bộ là em đã bán hết rồi. Dạ vâng, các bác cùng xem hàng của Mộc Nam Huy nhá. Để thấy cái hàng của Mộc Nam Huy nó khác với hàng tràm thị trường như nào nhá. Và ở đây thì em nói luôn đó là kể cả là hàng tràm rừng thị trường luôn. Thì các bác xem là hàng của Mộc Nam Huy này. Từ nước mộc cho tới nước sơn thì các bác nhìn là cái chân ghế không bao giờ có hiện tượng mà nó bám rác ở những cái điểm này nha các bác nhé. Đấy, nếu mà có thì kể cả có thì cũng rất là ít luôn. Đó, các bác xem hàng của Mộc Nam Huy làm nó khác biệt này. Đó, chân tay cẳng kiếc các bác nhìn không? Rất là tuyệt vời. Độ tinh lõi đến 99%. Và bên em làm ấy thì như em công bố với các bác rằng là trên cái cột không bao giờ có hiện tượng vẽ vân nhé. Đấy, nhiều khi các bác xem video các bác cứ bảo là nhiều người làm không tới thì cứ bảo là cột nó to nó khó làm là phải vẽ vân. Chứ em nói nếu mà hàng tràm rừng lõi này, mà phải vẽ vân ở những cái vị trí này ấy, thì em nói các bác tất cả thì là hàng đều hết. Đó, còn khi bên em làm đến mức độ như vậy. Ở bên này bộ nữa là các bác này. Đó, bên này bộ này mới đang lót một này các bác xem này. Độ hoàn hảo của nó ở một cái mức độ đó là thị trường là chưa từng có. Đây là em tuyên bố một điều luôn, đó là thị trường chưa từng có một cái tiêu chuẩn tràm nào mà lõi tinh như thế này. Đó, bởi vì cơ sở em đã lọc rất là kỹ và người lọc gỗ là chính bản thân em lọc luôn. Đó, đôi khi là trao quyền cho anh em thợ cả thôi, chứ còn nhiều lúc là vẫn em trực tiếp em lọc luôn. Thế cho nên là các bác nhìn cái cột, cái tay ghế của hàng bên em không bao giờ có hiện tượng là bám rác ở cột cũng như là chân tay. Đó, rất là đẹp, sạch sẽ. Tỷ lệ đến đấy là 99%. Đó, còn bên trong này các bác cùng xem, giường gõ vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện để giao khách này, bàn ăn này. Còn bên trong này thì anh em thợ đang tiến hành những công tác lót 2, một bộ đang lót 2. Các bác vào đây xem cái Mộc Nam Huy này. Đó, cỡ tầm hàng này thì nói với các bác rằng là nói là vô võ thì chắc là nhiều người cũng tin luôn. Đây, đứng ở vị trí này cho mọi người xem. Cái này bây giờ nói là vô võ thì khả năng là phải tới tầm đến 80-90% khách hàng tin luôn. Đó, và đó là lý do tại sao mà cơ sở Mộc Nam Huy được khách hàng mua nhiều, ủng hộ nhiều như vậy. Lô đầu tiên, và các bác thấy đã như này rồi. Đó, độ tinh lõi thì em làm là 99% các bác nhé. Đẹp, sạch sẽ nhất có thể luôn. Đây là anh em mới đang làm một cái lớp sơn lót 2 nhé, chưa có lên màu. Đó, mới chỉ lót 2 thôi, chưa lên màu. Mà đã thấy sự hoàn hảo như này rồi. Dạ vâng, những chiếc ghế còn lại bên đây. Và cô bác anh chị cùng chờ đón sản phẩm này trong vài ngày nữa nhé. Bên em sẽ hoàn thiện và giới thiệu với tất cả các bác trong hai phiên bản màu. Ở lô này thì em nhận khách hàng là hai màu. Một đó là màu cánh rán và hai đó là màu gõ. Thì bộ này em lên màu cánh rán trước này. Đấy, còn hai bộ ngoài này thì em sẽ lên màu cánh rán. Lên màu gõ. Thì các bác cùng xem vài bữa nữa Mộc Nam Huy lên hàng, xem nó đẹp như nào, nó chất như nào nhá. Nhưng mà trước mắt là mọi người đã thấy cái độ tinh lõi này và thấy cái nước đầu tiên đã vậy rồi. Chỉ có 14.500.000 thôi. Nhưng mà mọi người sẽ có thêm hai sự lựa chọn nữa. À không, 3. Một, đó là các anh chị nâng cấp lên tay nghề với chi phí là 2 triệu. Tiếp theo mọi người có thể nâng cấp bàn hộp kéo với chi phí cũng tiếp tục là 2 triệu. Lô này chưa có bàn hộp kéo đâu. Và thứ ba, một nâng cấp gọi là siêu VIP Pro luôn. Gọi là đẳng cấp Pro Max luôn. Đó là các anh chị bỏ thêm 4 triệu cho một bộ bàn ghế.
để các anh chị nhận hàng 100% tinh lõi luôn. Cam kết đang là hàng 99 đây đúng không? Mọi người tăng 1% tinh lõi, không bám một chút rác nào, cộng thêm 4 triệu. Và cơ sở bên em đang lên mộc một bộ cho bác khách ở Biên Hòa, đó là lên 100% tinh lõi các bác nhá. Và cùng chờ xem 100% tinh lõi nó sẽ như thế nào ở những video kế tiếp.